Anh Tú, tài năng có thừa nhưng thiếu may mắn để vượt sáng, từng bị cho núp bóng Diệu Nhi. Sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát ngọt ngào cùng khả năng diễn xuất tốt, nhưng cho đến hiện tại anh Tú vẫn chưa thực sự có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí. Anh Tú có tên đầy đủ Bùi Anh Tú, sinh năm 1993, năm nay 28 tuổi và đến từ Hà Nội. Anh là gương mặt quen thuộc với công chúng qua các vai trò là ca sĩ và diễn viên. Anh Tú từng theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động chăm chỉ trong V-pop, anh Tú có cho mình những sản phẩm âm nhạc như Cho con tim một lý do, Yêu hết nỗi đau này, Nếu không là mãi mãi. Cùng với đó là vai diễn một số dự án phim điện ảnh và truyền hình ăn khách gồm Gia đình là số 1, Cô lại vợ bầu, 4 năm hai chàng một tình yêu, Chị 13. Chàng cổ cự cơ việc loay hoay tìm chỗ đứng cho mình. Trong thời gian học tập tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, anh Tú tham gia diễn kịch, đóng nhiều phim để trau dồi kinh nghiệm. Tuy nhiên, chỉ đến khi tham gia Hà Nội Em Yêu Anh thì Tú mới bắt đầu được khán giả biết đến. Qua lối diễn xuất tự nhiên, đáng yêu cùng vẻ đẹp trai khó cưỡng, anh Tú nhận được phản hồi tích cực và bắt đầu có nhiều fan. Người hâm mộ còn vô tình phát hiện điểm giống nhau của Bùi Anh Tú và diễn viên cổ cự cơ trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt, nên từ đó anh có biệt danh cổ cự cơ Việt Nam. Hà Nội Em Yêu Anh như một bước đệm cho anh Tú đi vào con đường diễn xuất và bước vào trái tim của người hâm mộ. Thay vì lấy đó là bàn đạp, anh lại lựa chọn quay lại tập trung vào học tập, tập kịch và thỉnh thoảng tham gia phim của bạn bè. Sau khi tốt nghiệp năm 2015, anh Tú quay trở lại màn ảnh với phim ngôn tình lãng mạn 4 năm hai chàng một tình yêu. Dù phim gặp phải nhiều nhận xét trái chiều từ kịch bản đến diễn viên, nhưng vẫn đạt được doanh thu khá cao. Trong dàn diễn viên trẻ đẹp Quỳnh Miu, Tuấn, Hajilu và Thành Anh Tú, chỉ có anh Tú là được đào tạo bài bản. Chính vì thế, anh đã thể hiện xuất sắc nhiều cảm xúc khác nhau của nhân vật. Anh chàng cổ cự cơ Việt chuẩn đẹp trai nhưng còn khá lận đận trên cả con đường diễn xuất và ca hát. Theo chia sẻ của Diệu Nhi thì anh Tú định hướng nghề nghiệp lâu dài, phát triển vững chắc nên rất khó tính trong việc chọn tác phẩm, chương trình phù hợp. Có phải chàng diễn viên cổ cự cơ Việt Nam đang chọn bước đi chậm mà chắc? Dù chưa trở thành một cái tên hot, trong 2 năm gần đây anh Tú không ngừng nỗ lực và góp mặt trong nhiều bộ phim, Gia đình là số 1, series Thập Tam Muội, Cua lại vợ bầu. Tuy ít xuất hiện nhưng anh Tú luôn thể hiện phong cách diễn xuất đa dạng, từ anh chàng Kim Long, Gia đình là số 1, Mặt dày siêu bựa đến giang hồ ngổ ngáo thứ thiệt trong Thập Tam Muội. Đặc biệt quay lại với hình tượng soái ca Quý Khánh, Cua lại vợ bầu đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Nếu Thành là chàng học sinh hot boy với tình yêu trong sáng thì Quý Khánh là chuẩn soái ca thành đạt, trưởng thành và lạnh lùng. Không chỉ là một diễn viên, anh Tú còn là một ca sĩ có chất giọng đặc biệt ấm áp. Gần đây anh Tú gây sốc khi tung bản cover Anh Ơi Ở Lại được lòng khán giả nhất và chính thức trở thành đối thủ nặng cân của Chibu. Ngoài bản cover đình đám Nếu không là mãi mãi cũng được các bạn trẻ nồng nhiệt đón nhận. Là một gương mặt trẻ đa tài, qua đào tạo bài bản cùng gương mặt sáng, anh Tú đang là một diễn viên đầy triển vọng trong showbiz. Tuy nhiên, để thành công ngoài tài năng cũng cần may mắn. Có thể nói anh Tú ngày càng trưởng thành trong diễn xuất, có thể đảm nhận nhiều vai diễn. Tuy nhiên, để trở thành một diễn viên gạo cội, một ca sĩ giỏi, anh cần cố gắng nhiều hơn. Chạy song song trên hai đường đua chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nếu cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Chuyện tình đáng ngưỡng mộ với Diệu Nhi. Diệu Nhi và anh Tú quen biết khi cả hai cùng diễn chung ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Anh Tú kém bạn gái 2 tuổi và được đông đảo người hâm mộ ủng hộ. Trải qua 8 năm gắn bó, nhìn lại hành trình yêu của anh Tú và Diệu Nhi mới thấy đúng là cặp đôi này sinh ra là dành cho nhau. Đều là những nghệ sĩ nổi tiếng nhưng anh Tú và Diệu Nhi cực kỳ kín tiếng trong chuyện tình cảm. Họ công khai yêu nhau nhưng không hề phô trương khoe mẽ quá đà trên mạng xã hội. Bởi lẽ thời gian đầu yêu đương, anh Tú từng bị cho là núp bóng Diệu Nhi vì nhờ có mối tình này anh mới được khán giả chú ý. Khi tham gia chương trình truyền hình và nhận câu hỏi mối quan hệ giữa anh và Diệu Nhi như thế nào, anh Tú trả lời người yêu. Với anh Tú, ấn tượng trong lần đầu gặp mặt là Diệu Nhi năng nổ hoạt ngôn. Năm 2017, Diệu Nhi dẫn anh Tú về quê Phan Thiết. Trong chuyến đi, anh Tú xếp hình trái tim bằng vỏ dừa sim và tỏ tình với bạn gái. Nữ diễn viên đã bày tỏ sự bất ngờ và hạnh phúc trước sự lãng mạn của người yêu. Anh Tú yêu thích Diệu Nhi ở sự vui vẻ tích cực. Đổi lại, diễn viên sinh năm 1991 tự đánh giá điểm thu hút của cô là luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực để người bên cạnh thấy vui vẻ, thoải mái. Năm 2019, hai diễn viên vướng nghi án chia tay vì không tương tác cùng nhau. Giáng sinh năm đó, anh Tú có mặt tại nhà Diệu Nhi và cùng với các thành viên trong gia đình bạn gái quay quần vui vẻ, chụp ảnh xóa tan tin đồn chia tay. Đây là lần hiếm hoi họ xuất hiện cùng nhau suốt thời gian dài, nhưng cũng đủ để dập tắt tin đồn chia tay trước đó. Đầu năm 2020, Diệu Nhi khoe khoảnh khắc tình tứ bên người đàn ông giấu mặt trong chuyến đi Singapore. Cô viết, cảm xúc tuyệt vời nhất trên đời là khi biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn có ai đó luôn bên mình. Khán giả đặt nghi vấn, người đàn ông trong clip là anh Tú dựa vào chiều cao và mái tóc. Tuy nhiên, dù giấu kín tới đâu, các thánh soi vẫn thường xuyên phát hiện ra loạt hiên tình cảm của Diệu Nhi và anh Tú. Sau 6 năm hẹn hò, tháng 8 năm 2021, nghi vấn Diệu Nhi sinh con đầu lòng cho anh Tú đã khiến khắp mạng xã hội xôn xao. Ngay sau đó, hàng loạt những hình ảnh được fan soi ra về quá trình bầu bí của nữ diễn viên, khẳng định đây không chỉ là tin đồn. Diệu Nhi, anh Tú lo sợ chuyện đời tư lấn át sự nghiệp nên luôn năn nỉ các MC không nhắc nhiều đến chuyện tình cảm nếu hai người tham gia game show chung.
Khi đó, Diệu Nhi cũng tâm sự về kế hoạch kết hôn. Nữ diễn viên thích trẻ con nhưng muốn lập gia đình sau khi ba mẹ an cư và chị gái đã lấy chồng. 8 năm cùng nhau trải qua bao sóng gió, ai cũng mong chờ Diệu Nhi và anh Tú đi đến cái kết viên mãn.